Chào mừng bà con nhà mình quay lại với kênh Nguyễn Sĩ Quân Cỏ CVN nhé. Furukawa 202 Furukawa nghe này còn đẹp lắm. Cargo. Bà con nào mình mua thì liên hệ nhá. Quay tòa cửa này mà. Xe nói chung là con này rất là liền lạc. Bà con nào mà nhà mình mà đang cần lập nghiệp thì đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi gửi tới bà con. Mầm cứng ngắc luôn. Con này hồ liền lắm. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý bà con nhà mình có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở góc trái màn hình video. Chúng tôi gửi hình ảnh chi tiết cụ thể nhất để cho bà con mình xem cái sản phẩm này của chúng tôi. Hả? Khỏe mà. Con này đúng lập nghiệp, nếu mà con mình lập nghiệp mà mua dòng này về thì đúng là lồi đồng vui đá nè. Furukawa. Họ hàng với dòng Furukawa đấy. Chuẩn Nhật luôn. Chúng tôi sẽ quay xe chi tiết cụ thể nhất để cho bà con mình theo dõi. Nếu mà quý vị mà có nhà ý cũng như là muốn tìm hiểu dòng này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình video nhé. Điều hòa 4 hướng. Đấy, xem có hơi thừa không? Này nó đẹp toàn diện luôn quý vị ạ. Đủ cái phần này sơn vào nguyên phiên bản. Chân này bạc này. Con này là anh em bế về này đi làm thôi nhá. Đồ bò sáng bóng luôn, không nứt nước gì hết. Đoàn này, đấy, đúng là chất Furukawa, một trong những sản phẩm xuất của Nhật Bản. Còn nghe mùi nữa, mùi còn rất đẹp nhé. Gầm bệ thì mấy cái vị nó gầm bệ. Đẹp
kẹt cái tay lái này, kẹt cắm đấy. Và con nào mua thì liên hệ với chúng tôi, quay cực kỳ chi tiết luôn. Giúp cho mình. Con này nếu mà anh em mà đang lập nghiệp và có số tiền vừa phải á, thì đây là một cái sản phẩm đáng lên lựa chọn. Dòng này thì dòng tay lái dây đôn bít tông, đẹp gần như là toàn diện luôn. Riêng cái bộ mà áp bạc dầu này chắc lịch này, chị thấy không? Chắc lịch luôn. Nó đang bị kẹt cái dây tay lái. Con này thì chúng tôi đưa vào trong buôn làm, bây giờ đang chờ kéo xe về, chờ xe nó ra nó kéo. Nhưng ga lê thì quý vị thấy này, tôi cho quý vị coi luôn. Ngoài những cái sản phẩm 02, 015 ngoài ra thì chúng tôi còn một số những cái sản phẩm 025, 03, 04, 05, 07, 42 đều có cả. Thì sản phẩm này chúng tôi đang để trên thành phố Buôn Ma Thuột, tí nó kéo về bãi. Bà con nhà mình quan tâm thì có thể đến bãi của chúng tôi để xem xe, hoặc bà con ở xa thì có thể, nếu mà tin tưởng chúng tôi, bà con có thể cọc tiền, chúng tôi sẽ đưa xe về tận nơi cho bà con. 10 mâm này không nhịp rồi, giật cỡ đó này quý vị thấy không? Giật mâm đi em ơi, giật mâm đi nào. Mâm này. Mâm nguồn này chắc lịch luôn. Xích đẹp, ga lê đẹp, xương dày, bạc tròn vo. Mọi người xem video của kênh Máy Xúc Nguồn Gỗ CVN thì hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cứ mỗi ngày chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một hai cái sản phẩm để quý vị tham khảo. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đăng tải nhé. Bây giờ thì thân ái xin chào, hẹn gặp lại tất cả bà con nhà mình ở những video tiếp theo. Chúng tôi có 3 bãi, 2 bãi ở trên thành phố Buôn Thuật và một bãi nữa là chúng tôi ở Dĩ An, Bình Dương. Và bãi ở quận 9. Quận 9 thì đẩy xe hơn. Và còn một cơ sở nữa chúng tôi đang ở dưới Thạnh Hóa, Long An. Nếu mà quý vị ở ba khu vực này thì có thể đến tận nơi nhìn tận mắt, sờ tận tay những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có ở bãi. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý anh chị và con cô bác ở trên kênh của chúng tôi. Cần vo này không? Quay tay nhanh lắm, khỏe nữa.
Đó một dây điện đấy. Thân mến, xin chào, hẹn gặp bà con ở những video tiếp theo.